bộ phim Bắc Phương Đại Địa. Tập 24. Lưu Tổng, trong lòng chúng tôi công phục, bộ phận thị trường chúng tôi đều sống liều chết, nhưng cũng không kiếm tiền bằng những nhân viên già. Chỉ đó, bộ phận chúng tôi giúp công ty đưa sản phẩm tới tay người tiêu dùng, không có chúng tôi thì làm sao bán được. Ông xem bây giờ, lão Tào cũng đã lái chiếc Passat, còn chúng tôi chỉ lái chiếc Bosin, có ai mà không ý kiến? Không phải hoa hồng của các người rất cao sao? Một chút đó có là gì chứ? Người ta có cổ phiếu hết, chúng tôi lấy cái gì so với người ta? Thì đó thật không công bằng. Công ty nên suy nghĩ cách bù đắp cho chúng tôi đi. Chúng tôi không biết tìm ai để nói đây. Không ai nói đúng không? Không ai nói thì tìm người ngoài nói. Người ngoài? Đúng vậy. Ai nói chuyện xấu trong nhà không đường ra ngoài. Hơn nữa thanh niên các người không phải biết lên mạng hay sao? Anh Lưu, các người làm gì đi? Đi đi. Anh Lưu, nói chứ, bao nhiêu năm rồi không gặp anh. U Hà, có phải U Hà không? Chứ còn gì nữa. Cô xem mắt của tôi không nhận ra cô Lưu. Nhưng mà nhìn cô như vậy, có phải phát tài rồi không? Phát gì mà phát chứ, chẳng qua kiếm được vài đồng, mấy trăm triệu thôi. Chị mấy, bao nhiêu? Mấy trăm triệu. Nhìn anh kìa, đây có là gì đâu. Ít nhiều gì thì cũng chỉ in trên giấy mà thôi. Tiền thôi mà, có cái gì lớn đâu. Mấy trăm triệu. Có cái gì đâu. Anh Lưu, tôi hỏi anh chuyện này. Lão Kiều có ở đây không? Ai? Lão Kiều hả? Lão Kiều không có ở đây. Hồi nãy tôi thấy anh ta lái xe đi rồi. Không có cũng tốt. Là như vậy anh Lưu, anh nói với anh ấy một tiếng giúp tôi, là trưa ngày mai chúng tôi tại nhà hàng Hải Tiên mời anh ấy ăn cơm. Có gì muốn nói với anh ấy? Mời cơm sao? Được, không vấn đề. Anh Lưu, anh nhớ nói với anh ấy, không gặp không về. Được được, không gặp không về. Làm việc anh nha, tôi đi trước đây. Không có gì, tạm biệt. Cô ta đắc ý thật. Mấy trăm triệu, số nhỏ mà. Tiền âm phủ sao? Ba ơi, ba ơi, tôi đây còn với chị Kiều Kiều suýt bị kẻ buôn người bắt cóc rồi. Kẻ buôn người? Có một chú với một dì nói là ba mẹ của Kiều Kiều, làm chị Kiều sợ hết hồn luôn. Dì đó nói tên là Uông Hà, còn chú tên là gì con không biết. Anh Nhật về rồi à? Cô ăn cơm đi. Dì đang nói chuyện với con đó, có nghe thấy không? Con xin lỗi, con không nói. Cảm ơn dì. Ba hỏi con cả ngày nay đi đâu vậy? Hôm qua ba nói với con sao? Ba hẹn con 11 giờ tới công ty, nhưng không thấy con đâu hết. Gọi điện thì không nghe. Ý con là sao đi? Con quên mất. Con xin lỗi. Con quên. Chơi game con có quên không? Còn những việc khác thì không để tâm tới. Suốt ngày chìm đắm trong thế giới mạng như ảo. Làm đàn ông thì phải nói được làm được. Nghe ngôi dạy dột thì có cái gì phế vật đâu chứ. Được rồi, được rồi. Đừng nói nữa. Anh Nhật mau lên, ngồi xuống ăn cơm đi. Đói hết rồi, mau lên. Học toàn nói như tập xấu. Con học toàn nói như tập xấu chỗ nào? Con không có tính trách nhiệm, không lo học hành. Đó không phải là thói hư tật xấu sao? Từ ngày mai con không được đi đâu hết. Con ở yên trong nhà đọc sách, rồi chuẩn bị cho tốt. Đừng chơi game nữa. Ngày mai con có hẹn với mẹ Kỳ một cách. Con muốn đi thăm mẹ với ba tiểu phổ. Được thôi, đi tới đó cũng được. Có thể tới đó hỏi thăm họ giùm ba. Phải rồi. Mấy hôm nữa là 20 rồi. Có phải khai giảng không?
Cái giảng thì lo trình đốn lại đi. Ở nhà cố gắng học bài, đừng chơi game nữa. Con không ăn cơm sao? Kiều Kiều, ba ơi. Gì đâu? Dì có việc nên về nhà rồi. Ba ơi, ba xem đồ ăn hôm nay con nấu đó. Thật sao? Là con nấu sao? Kiều Kiều, ba thật không ngờ con có thể nấu ngon vậy đó. Còn canh nữa. Được lắm Kiều Kiều. Từ từ để ba. Coi chừng phỏng đó. Ngồi xuống đi. Ba ngồi đi. Kiều Kiều của ba giỏi quá. Ba ăn thử đi. Được, để ba thử xem. Ngon lắm. Thử món này nữa. Ngon lắm. Kiều Kiều, sao con không ăn trước? Con đợi ba về ăn cùng. Ba bận công việc, có lúc sẽ về trễ. Sau này con cứ ăn trước đi. Không đâu, con muốn đợi ba về ăn cùng. Kiều Kiều lớn rồi, rất hiểu chuyện, nên mới khuyên ba như vậy, đúng không? Phải rồi ba ơi. Hôm nay có hai người nói họ là ba mẹ của con. Con cảm thấy họ là kẻ buôn người, muốn lừa gạt con. Họ tìm con à? Ba biết họ sao? Chân dê này hầm xong rồi. Thơm quá. Anh Nhật từ nhỏ đã thích ăn dê. Lão là suốt ngày lầm bầm nói nó ở Bắc Kinh không được ăn món thịt dê ngon như vậy. Chị à, anh trẻ em rất tốt với nó. Sabrina, dạo này công ty sao rồi? Công ty vẫn còn ngang ngạnh như vậy sao? Đâu chỉ ngang ngạnh mà là quá ngang ngạnh. Đúng như tên của anh ấy, như mặt trời giữa trưa. Nghiêm trọng vậy sao? Nhưng mà ai cũng hay mắc phải cái tật đã thành công rồi thì sẽ bành trướng. Em đó, rảnh rỗi thì nhớ nhắc nhở cô ấy một tí. Bây giờ em có nói chưa chắc người ta đã nghe. Sao vậy chứ? Ngay cả lời em nói anh ấy cũng không nghe. Em nói cho chị biết, anh ấy muốn đầu tư vào lĩnh vực khác. Nhưng em cho rằng ngành của chúng ta đang phong ba bão táp, lỡ như gà bay trứng dở thì tính sao đây? Xem ra em phải lo rất nhiều đó. Em có suy nghĩ gì không? Trong Tam Quốc diễn nghĩa không phải nói rồi sao? Đại thế thiên hạ, phân lâu tắc hợp, hợp lâu tắc phân. Đi bước nào tính bước đó. Đã nghĩ tới bước này luôn rồi. Nhưng mà suy nghĩ lại thì cũng phải thận trọng chứ. Suy cho cùng thì cũng là bạn bè nhiều năm. Em biết. Phải rồi, dạo này Mục Nhiên sao rồi? Đồ anh ấy thực sự rất gian khổ. Tuy rất gian khổ nhưng anh ấy cũng làm ra được chút thành tích. Bên phía sa mạc lên A đã có một màu xanh. Nhưng anh ấy đang thiếu tiền. Số cổ phiếu trước đó của Mục Nhiên đã giảm giá. Bởi vậy cho nên chẳng còn bao nhiêu tiền hết. Bây giờ Trung Thiên với Thầy Giang là một cái quỹ. Giờ dựa vào quỹ đó mà duy trì. Trung Thiên có lập cái quỹ đó sao? Trung Thiên không ra mặt và để Thầy Giang ra mặt. Chuyện này Trung Thiên không có nói cho Mục Nhiên biết. Chuyện này Trung Thiên làm có tình có nghĩa lắm. Mục Nhiên cũng không dễ dàng gì. Việc xử lý sa mạc cần rất nhiều tiền. Mỗi năm chính phủ cũng cấp một ít mà. Xem ra không đủ rồi. Như vậy đi, tôi sẽ nghĩ cách. Vậy thì tốt quá. Chị biết không, đám Mục Nhiên rất cần sự giúp đỡ. Hồi trước có nhiều người tình nguyện. Nói thật, Trung Thiên còn trợ cấp cho nữa. Bây giờ thì khác rồi. Người tình nguyện đó không những không cần tiền mà còn mang thêm lương khô, cung cấp đồ dùng cho cuộc sống của Mục Nhiên, giống như thịt bò, thịt dê, trái cây, rau củ gì đó. Đám người của Mục Nhiên thực sự không dễ dàng gì. Chị cũng nghe nói nên rất cảm động. Xem ra bây giờ ý thức hoàn cảnh của mọi người ngày càng mạnh hơn. Đã mấy giờ rồi? Sao anh Nhật còn chưa tới vậy?
Chắc là kẹt xe rồi. Em nói xem, An Nhật từ nhỏ đã rất đáng thương. Nhỏ như vậy mà đã bị đưa tới Bắc Kinh, cách rất xa Trung Thiên. Tình cảm cũng ngày càng xa. Con gái của anh. Đúng vậy. Anh có thể hỏi Ung Hà. Tử Sơn, anh nghe tôi nói. Cô bớt hữu sơn đi. Cô không thấy ngại, chứ tôi ngại lắm. Các người tới là muốn đưa bé đi sao? Các người cần nó thì cứ nói là cần đi. Có thể đừng bịa ra những lời buồn nôn với tôi được không? Nói ra thì có hơi buồn nôn. Nhưng thật ra tôi xin lỗi anh, Lão Kiều à. Lúc đầu tôi chỉ muốn chơi đùa, bỏ thuốc Ung Hà. Ai ngờ chỉ một lần đã có rồi. Tôn Đại Thánh, giờ anh có thể nói những lời buồn nôn đó sao? Buồn nôn? Tôi nói rồi mà, nói ra thì có hơi buồn nôn, nhưng đây là sự thật. Câm miệng. Hai người có chút liêm sĩ nào không vậy? Tôi không muốn biết những việc dơ bẩn mà hai người đã làm. Anh không sợ dơ miệng, nhưng tôi thấy bẩn lỗ tai của tôi. Giờ hai người là một lũ mèo mã gà đồng, cũng không liên quan tới tôi. Tôi cũng làm biếng quan tâm tới, nhưng cũng đừng lấy kiều kiều ra nói. Thế này mà nói kiều kiều là con gái của hắn, tôi thấy đúng là miệng chó mọc ngà voi mà. Còn cô, suy cho cùng mà nói, cô cũng là mẹ nó. Bản thân không có tự trọng thì thôi đi, mà còn ở đó sỉ nhục con gái mình. Nhưng đây là sự thật. Đúng, Lão Kiều, đây là sự thật. Đứa bé là con tôi, đây là sự thật không thể thay đổi được. Cho nên tôi phải đòi về. Còn tôi, anh muốn chửi sao thì chửi. Để anh chửi đủ rồi, chúng ta sẽ nói tiếp. Tôi không có gì để nói với các người hết. Chửi anh thì tôi ngại làm dơ miệng của tôi. Hay là anh ra giá đi, bao nhiêu tiền tôi đưa cho. Tôn Đại Thánh, anh là đồ cặn bã. Tôi nói anh biết, Kiều Kiều là con gái của tôi. Anh đừng hòng cướp nó đi. Anh có thể hỏi qua đầu. Anh ấy biết chứng cứ. Anh ấy biết. Nào thịt dê đi. An Nhật, nào. Không phải con thích món này biết sao? Vậy có anh đi. Ăn đi ăn đi. Coi chừng phỏng đó. Đúng rồi. Hôm nay ăn nhiều vô. Sabrina, em cũng ăn đi. Mẹ, hay là mẹ ăn cơm đi, để con rút ba cho. Không cần, con ăn thịt dê của con đi. Để con, không cần, thì để nó tận hiếu đi chị. Con gấp chút rau cho ba. Phải rồi, ăn được gà. Vài ngày nữa là sinh nhật con rồi. Con tính mình ra sao? Hay là tới chỗ gì đi, chị sẽ nấu ăn. Cả nhà các người cùng tới, gọi cả ba con nữa. Con không muốn gọi ông ấy, đừng để ông ấy tới. An Nhật, ông ấy tới mọi người sẽ không vui. Ai nói chứ? Được rồi, ăn cơm. Mau ăn cơm đi. Rốt cuộc chuyện là sao hả? Chuyện này tôi không biết phải nói sao hết. Nên nói sao thì nói như vậy. Qua đầu à? Bao lâu nay tôi luôn đối xử tốt với cậu. Cậu không thể gạt tôi được. Cậu biết tôi với Kiều Kiều nương tựa lẫn nhau không? Nó có thế nào cũng cho một tay tôi nuôi lớn. Bây giờ có người nói với tôi, Kiều Kiều không phải con của tôi. Cậu có biết
trong lòng tôi thấy thế nào không? Sự thật là sự thật, giả thì là giả. Cậu nói cho tôi biết những gì cậu biết đi. Tôi đã bị người ta chơi một lần rồi, tôi không thể bị người chơi lần thứ hai được. Mau nói đi. Chuyện này là sự thật. Cái gì là sự thật? Lặp lại lần nữa đi. Kiều Kiều không phải là con gái của anh. Đây là sự thật. Chuyện đó là con gái của Tôn Đại Thánh. Đó là sự thật. Làm sao cậu biết? Lúc chị Uống Hà mang thai, có lần Tôn Đại Thánh tìm tôi uống rượu, chính miệng anh ấy nói ra. Không đúng. Cậu gạt tôi. Thì ra cậu là anh em của Tôn Đại Thánh, đúng không? Hai người ngồi nhau lừa tôi, đúng không? Tôi không có lừa anh. Vậy chắc là Tôn Đại Thánh uống say nói bậy bạ rồi. Tôi không tin. Tôi tuyệt đối không tin. Anh thử suy nghĩ kỹ lại đi. Kiều Kiều nó có giống anh không? Nó giống. Sao nó lại không giống tôi? Sao nó không giống tôi? Chuyện này tôi đã nói với Dương Tổng rồi. Dương Tổng có gì giống sao? Anh ấy là ai? Anh ấy có thể nhìn nhầm sao? Cậu nói cái gì? Trung Thiên cũng biết sao? Còn ai biết nữa chứ? Cậu còn nói với ai nữa? Cậu còn nói với ai? Dương Tổng kêu tôi giấu chuyện này trong lòng. Chỉ tôi biết thôi. Tôi xin lỗi anh. Xin lỗi vì đã gạt anh bao năm nay. Tại sao anh không nói sớm cho tôi biết? Tại sao chứ? Xin lỗi anh. Tôi xin lỗi. Các người ai nấy cũng cười nhạo tôi. Cười nhạo tôi có đúng không? Các người đều biết. Tất cả các người đều biết, nhưng không hề nói với tôi. Xem tôi như một trò cười. Cả đời tôi như một trò cười. Vì người ta cắm sừng, còn đứa con của người ta nữa. Dương Trung Thiên, anh cũng không nói cho tôi biết. Anh không phải là bạn tôi. Tôi không có người bạn như anh. Tôi không có người bạn như chị. Kiều Tổng, anh đi đâu? Tôi đưa anh đi. Đừng đi theo tôi. Thank you.
Ba ơi. Ba. Kiều Kiều. Ba ơi, ba khóc sao? Ai ăn hiếp ba vậy? Ta khu là, sẽ chí phụ nhờ là. Không ai ăn hiếp ba hết. Kiều Kiều, con mãi mãi là con gái của ba. Mãi mãi như vậy. Mãi mãi là đứa con gái ba yêu nhất, ba thương nhất. Biết chưa? Có thể, không vấn đề. Vậy đi, cứ làm vậy đi. Được. Dương Tổng. Sabrina, cô xem mấy bài báo đó chưa? Bài báo gì? Trên mạng. Nói rất nhiều về du khách Trung Quốc đến thăm công viên của mua sữa bột. Thị trường sữa bột cao cấp hoàn toàn trở thành thiên hạ của sữa nước ngoài. Có nhiều sĩ nghiệp bắt tay với thương hiệu nước ngoài, không bắt tay được thì đặt tên nước ngoài luôn. Tôi cảm thấy đây là sự sỉ nhục của ngành sữa Trung Quốc. Tôi cảm thấy xấu hổ vì ngành sữa Trung Quốc. Cô biết không, thật sự tôi không còn mặt mũi gặp phụ lão Giang Đông nữa. Cô nói chất lượng sữa của chúng ta sau 3 năm bị kiểm soát chặt chẽ đã hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế rồi. Có một số tiêu chuẩn hoàn toàn là ngang bằng với lại các thương hiệu quốc tế. Trung tâm kiểm tra của chúng ta có thiết bị đứng đầu thế giới, trung tâm nghiên cứu của chúng ta cũng đứng trên thế giới. Nhưng tại sao người dân Trung Quốc lại mất lòng tin, không tin tưởng ngành sữa trong nước hả? Tôi cảm thấy có một số xí nghiệp cỡ nhỏ tung tin đồn xấu này ra. Hơn nữa, việc bổ sung công thức này quá tùy tiện, thiệt tình. Cho nên tiếp tục duy trì đánh vào lòng tin của người tiêu dùng. Sỉ nhục. Có phải anh có ý tưởng mới gì không? Là như vậy, tôi cảm thấy cô nên tới chỗ một nhân xem thử. Xem chỗ một nhân có thể giúp chúng ta giải quyết nguồn sữa chất lượng cao không? Tôi cảm thấy suy nghĩ của một nhân lúc đó đúng là vì thời đại. Hơn nữa tuyệt đối chính xác. Xem thử họ có thể giúp chúng ta không? Được, không vấn đề. Tôi sẽ dành thời gian đi thăm anh ấy. Vương Hà với Tôn Đại Thánh trở về rồi. Lần này họ về muốn đòi lại Kiều Kiều. Đòi lại Kiều Kiều. Thời gian trôi qua nhanh thật. Chớp mắt đã nhiều năm không gặp, cô vẫn như vậy. Cô cũng đâu có thay đổi gì. Cô với Tôn Đại Thánh sao rồi? Tôi thấy bây giờ anh ấy cũng ngầu lắm. Làm ăn buôn bán gì vậy? Cũng không có làm gì hết, chẳng qua hùng vốn thôi. Hùng vốn? Đó không phải phi pháp sao? Phi pháp cái gì? Đây gọi là công thương nghiệp. Giống như anh, tôi cũng là xí nghiệp gia. Anh xem, tôi hùng vốn về việc khai thác mỏ vàng, mở trường, mở nhà xưởng. Sau đó có chút lợi nhuận, tôi đưa tiền cho những người tham gia gây quỹ với lợi nhuận cao. Nói trắng ra thì tôi đang dẫn dắt quần chúng để cùng nhau làm giàu. Hơn nữa, tính ra tôi cũng không làm công thương nghiệp gì đó, chẳng qua lấy tiền kiếm tiền thôi. Đây gọi là gì? Vận hành tư bản cũng gọi là quy động vốn, cũng như anh năm xưa làm công thương nghiệp thôi. Sao mà giống được? Bởi vì chúng tôi là xí nghiệp nhà nước cải chế, còn anh là hành vi cá nhân không đáng tin cậy chút nào. Sao lại không đáng tin cậy? Nói trắng ra thì đây không phải là vấn đề gà có trước hay trứng có trước sao? Chúng tôi lấy xí nghiệp thực thể, sau đó cổ phần hóa thị trường là hợp tình hợp lý mà. Được rồi, được rồi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Lần này cô trở về vì Kiều Kiều đúng không? Đúng. Tôi biết anh muốn hỏi chuyện này. Tôi nói anh biết lần này tôi trở về chính là vì Kiều Kiều. Anh công nhận Kiều Kiều là con gái của anh. Anh còn hỏi nữa, trong cái gì thì được quả nếu, cả giống gì thì nở ra qua đó. Kiều Kiều giống ai, anh còn không nhận ra sao? Anh không tin tôi thì hỏi Ung Hà đi. Kiều Kiều đích thực là con của Tôn Đại Thánh. Chuyện trước đây bản thân tôi cảm thấy rất mất mặt. Vậy cô với Tôn Đại Thánh bao nhiêu năm nay, hai người không có con sao? Từng có, nhưng điều này
乔乔呢，这是我唯一的孩子，所以他必须得姓孙。啊，说白了，这些年你说这老乔霸着乔乔这么多年，我没找他算账，这也就是我大人大量，对不？Cái người bị bệnh gì vậy? Ai cũng thích đánh vào mặt người ta đúng không? Đúng là đánh. Anh bị làm sao vậy? Nếu là mười mấy năm trước, tôi sẽ không đánh vào mặt của anh đâu. Cô có thể chửi tôi. Cô chửi sao tôi cũng không oán cô. Nếu cô chút giận thì cô cứ đánh tôi đi. Cô đánh sao tôi cũng không oán cô. Tôi biết tôi có lỗi với lão Kiều, nhưng thật sự tôi rất nhớ Kiều Kiều. Tôi nhớ nó lắm. Cứ nghĩ tới Kiều Kiều thì cả đêm tôi không chợp mắt được. Chữ khóc ra tôi không biết phải làm sao nữa. Có nói gì đi nữa thì Kiều Kiều cũng là con ruột của tôi, đúng không? Con gái trở về bên cạnh cha mẹ ruột, đây là điều đúng mà. Anh kêu người ngoài nuôi con của tôi, đạo lý này sao mà không được đúng không? Tôi cũng biết, bao nhiêu năm nay lão Kiều một mình nuôi nấng Kiều Kiều không dễ dàng gì. Đó là tại anh ấy không biết sự thật, đúng không? Nếu anh ấy biết Kiều Kiều là con của tôi, anh ấy có nuôi không? Đi hả? Nhớ nhắn với lão Kiều giùm tôi. Cứ đè mặt ra mà đánh. Đã từng tuổi này rồi còn động tay động chân. Cậu lấy nước cho tôi. Cô tới rồi. Tôi tới thăm anh. Hồi nãy suýt chút nữa không nhận ra anh. Anh đen đi nhiều, gầy đi nhiều. Trên mặt anh có phải bị lột da không? Cái này có là gì đâu chứ. Thay da đuổi thịt còn ở phía sau kìa. Đã như vậy rồi còn đòi thay da đuổi thịt. Anh không sợ sao? Không sợ. Tôi đã đặt chỗ ở Trương Sinh Thiên rồi. Tôi thấy các người cực khổ như vậy, mệt như vậy, có đáng không? Tôi không biết, nhưng có thể đời sau họ sẽ biết. Thực ra quốc gia cũng ủng hộ rất lớn cho chúng tôi. Mười mấy vạn mẫu sa mạc đều giao cho chúng tôi. Chúng tôi cũng thử nghiệm các loại cây trồng, nhưng chỉ có cây liễu, cây tùng với lại cây bạch dương của Tân Cương và cây bạch dương bản địa là có thể chịu hạn nhiệt, sức sống khá cao. Những cái cây cô đang thấy là cây bạch dương của Tân Cương. Nó rất là đẹp. Sarina, cô có tin không? Mỗi cái cây ở đây đều có linh tính của nó, giống y như con người vậy.
Chúng ta có thể nghe thấy tiếng tim đập của nó, nghe thấy hơi thở của nó. Cô thử đi, nghe thấy hơi thở của nó ra sao đi. Nhưng tôi không nghe thấy gì hết. Cô nhắm mắt lại giống như tôi, rồi bình tâm lại, yên lặng lắng nghe. Nhắm mắt lại, giống như anh, rồi bình tâm lại. Đúng. Từ từ cô sẽ nghe thấy hơi thở của chúng. Nó cũng giống như người. Nó còn mạnh mẽ hơn người nữa, dũng cảm hơn con người. Và chúng càng... Càng cái gì hả? Càng thấu hiểu được sự cô đơn đó. Vậy vấn đề nguồn nước các người giải quyết sao? Chúng tôi thử đào dài cái giếng. Tình trạng nước ngầm cũng được lắm, nhưng để thiết lập quy mô lớn cơ sở nguồn sữa, chỉ dựa vào mạch nước ngầm e là không đủ. Đúng vậy. Vậy chúng tôi miễn cưỡng chỉ đủ để trồng cây thôi. Nhưng để quy mô rộng hơn, tôi có cách của mình. Cách gì chứ? Cô đi theo tôi đi. Tôi dẫn cô tới một nơi. Cây núi lớn vậy sao? Cây núi này để tôi nói cô nghe, Sabrina. Cô nhìn bên kia đi. Đó chính là mạch nối của Đại Kinh Sơn, vừa lớn vừa cao. Mùa mưa và ngày hạ mỗi năm đều tạo thành những cơn lũ bất ngờ. Cơn lũ này sẽ quét qua nơi này, rồi hình thành nhiều khe núi rộng như vậy đó. Tôi đã nghĩ bây giờ tôi sẽ tu sửa các khe núi đó thành cái đập nước, ngăn các cơn lũ tạo thành một kho nước. Như vậy thì vấn đề nguồn nước tự nhiên sẽ được giải quyết. Cách này cũng hay đó. Vậy anh tính đầu tư vào bao nhiêu thì được? Nếu mất 10 năm hoàn thành thì chắc phải 100 triệu. Nhưng mà tôi tin nhất định sẽ hoàn thành. Mắt thị trường suy thoái, cơ sở nguồn sữa mới cho tới nay vẫn chưa được hoàn thiện. Nhưng chúng ta vẫn phải đối mặt với hiện thực trước mắt. Tôi có ý tưởng. Chúng ta không thể treo cổ trên một cái cây. Vì đối phó với rủi ro này, chúng ta cần phải phát triển đa nguyên hóa. Bây giờ vấn đề bất động sản đang nóng sốt. Có rất nhiều thành phố, giá nhà tăng cao. Bây giờ ai cũng biết. Cho nên chúng ta cần phải mau chóng đầu tư bất động sản. Xem ra có nhiều đồng chí bất đồng ý kiến. Nhưng chúng ta có thể nói ra, đề xuất theo. Để mọi người cùng bàn bạc. Mọi người có ý kiến gì? Có ý kiến gì không? Xem đây dân tổng nhìn xa trông rộng. Tập đoàn Thông Nguyên có thể phát triển đến giờ hoàn toàn là vì chuyện nào? Dân tổng cũng đã dự kiến trước và có quyết sách quả đoán, nên mới có thành tựu như ngày hôm nay. Vì đó, dân tổng, Lưu tổng nói rất đúng.
该怎么做anh nên làm sao thì cứ quyết định vậy đi. Anh là người dẫn đường của chúng tôi. Chúng tôi tin tưởng anh. Xin nhận nhé. Tại chỗ đó, ai có thể bằng Dương tổng chứ? Vương tổng, anh nói xong thì được. Anh nói sao thì làm vậy. Chúng tôi nghe theo anh. Tôi không thể nói vậy được. Vẫn phải nghe theo ý kiến mọi người. Tất tổng, cô thấy thế nào? Tôi phản đối. Tuy vừa nãy Dương Tổng cũng nói ngành bất động sản đang nóng sốt. Nếu phương án này đề xuất từ mấy năm trước, tôi sẽ giơ hai tay tán thành. Nhưng mấy năm trước chúng ta không có tiền, không đầu tư nổi. Chúng tôi không thể kiếm tiền cho mọi người. Chúng tôi cũng đỏ con mắt. Chúng tôi cũng suy nghĩ, người ta đầu tư rất mạnh, ai ai cũng là quy đất. Tùy tiện đưa ra giá của một miếng đất cũng phải mấy tỷ đồng, thậm chí là một mấy tỷ. Đầu tư quá lớn, can thiệp vào một ngành đang phát triển, tôi cho rằng mình nên thận trọng. Suy cho cùng, ngành sữa của chúng ta vốn đang có rủi ro vẫn còn chưa giải quyết. Cho nên, tôi cho rằng giai đoạn này nên củng cố trận địa có trước, cố gắng phát triển nó. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của các tổng. Dù sao đi nữa, chúng ta cũng là đầu tàu ngành sữa trong nước. Mạo hiểm muốn tay vào ngành nghề mình không ăn gì. Lỡ như có vấn đề gì bất chắc thì tan tành hết. Thậm chí ngay cả địa vị vũ khí vốn có cũng không giữ được. Dương Tổng không nói từ bỏ ngành sữa, chẳng qua là muốn mở rộng, đầu tư thêm ngành khác thôi. Chỉ có như vậy chúng ta mới không bị thất bại, có đúng không? Dương Tổng, tôi hiểu như vậy có đúng không? Các tổng không có ý phản đối, mà là có sao nói vậy. Trước khi chưa xuất hiện khó khăn thì nên thận trọng suy nghĩ trước. Các người thừa nhận tầm nhìn của mình thiển cận là điều gì? Xí nghiệp của mọi người, chúng ta cần phải suy nghĩ đường dài cho xí nghiệp. Nhưng tổng vì sự phát triển lâu dài của xí nghiệp nên mới quyết định làm vậy. Bất động sản có thể kiếm được tiền, lỡ như chúng ta mất đi ưu thế hiện có thì cũng sao? Các người không nhìn xét trân trọng, không phải ngày nào cô cũng làm số liệu sao? Cô có nghiên cứu không vậy? Kết quả nghiên cứu của cô đâu? Được rồi, được rồi. Vậy ý của tác tổng là không thể đầu tư bất động sản. Nên thận trọng một chút, chưa cho cùng đầu tư quá lớn. Hơn nữa, liên quan tới phương hướng phát triển sau này của Thanh Nguyên, tôi cho rằng chuyện này nên giao cho ban quản trị quyết định. Kiều tổng, anh có ý kiến gì không? Tôi không có ý kiến. Anh không có ý kiến về vấn đề nào? Về phương án mà tôi đề xuất, hay không có ý kiến về việc giao cho ban quản trị quyết định? Tôi không có ý kiến nào hết. Sabrina, cảm thấy giữa chúng ta càng ngày càng khó hiểu nhau. Thậm chí tôi cảm thấy có phải cô cố tình phản đối tôi không? Cố tình? Tại sao tôi phải cố tình phản đối anh? Trung Thiên, chúng ta đều vì sự phát triển của Thanh Nguyên hết. Tuy quan điểm không giống nhau, nhưng mục đích đều giống như nhau. Có những tranh luận đều là chuyện rất bình thường. Hồi trước rất nhiều năm trước, mặc kệ người ta phản đối tôi ra sao, cô vẫn luôn bên dịp tôi. Cô lựa chọn đứng về phía tôi. Đó là bởi vì lúc đầu ý kiến chúng ta giống nhau. Bây giờ xuất hiện bất đồng, tôi không thể im lặng dù không muốn đúng không? Không phải, cô có thể tranh luận, nhưng đây là chuyện giữa hai chúng ta. Cô có đóng cửa lại cãi nhau cũng không sao hết. Nhưng mà bây giờ trường hợp công khai, tôi cảm thấy cô cần phải bảo vệ uy tín của tôi. Có thể, nhưng không phải toàn bộ.
阿姨辛苦了。thì vất vả rồi. Trung Thiên, con trẻ lớp học đàn rồi, nên anh ăn trước đi. Tạm biệt ba. Tạm biệt, học ngoan nha con. Con đi đâu vậy? Con có hẹn với bạn ra ngoài. Gì chứ? Con đừng ra ngoài. Đồ ăn đã nấu xong rồi, chị đã nấu rất nhiều món ngon. Con ăn cơm đã. Hay là vậy đi, con lại đây chúng ta uống một ly. Hai chúng ta uống một ly nào. Dì ơi, lấy giùm tôi chai rượu, hai cái ly đi. Sao vậy? Sao hôm nay ba có nhà hứng uống rượu vậy? Dì mà giả hứng chứ không giả hứng. Ngày nào con cũng có thể uống hết. Lúc tâm trạng không vui hay tâm trạng vui, con đều uống hết. Nào nào nào. Chủ yếu là nói chuyện. Hôm nay là ngày mấy? Ngày mấy chứ? Hôm nay chắc là ngày 20. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.